À, dạ quý sư, có phải nếu mình chăm chỉ tạo thiện nghiệp không ngừng, dù cho thiện nghiệp đó nhỏ nhưng tích lũy dần dần sẽ tới lúc mình sẽ có đủ duyên để có cơ hội làm các thiện nghiệp lớn cho phước báo vô cùng lớn không ạ? À, ví như mình bố thí cho nhiều người phàm khi chưa có duyên gặp các vị thánh nhưng vẫn nỗ lực làm thật nhiều, có cơ hội đến là bố thí cúng dường dù cho đối tượng là con vật, người phá giới, người có giới vân vân, thì sẽ đến một lúc đủ nhiều thì mình có cơ hội gặp và cúng dường cho một hoặc nhiều thánh nhân, có đúng không? Khi con tìm hiểu kinh tạng và các tích truyện liên quan, con thấy rất nhiều vị cư sĩ thời Phật có cơ hội được cúng dường tới Đức Phật và Tăng đoàn một cách dễ dàng, từ đó có phước báo lớn, nhiều vị chứng đắc thánh quả thì con rất ngưỡng mộ mà cũng mong sẽ có cơ hội như vậy. Cái việc mình bố thí nó không nằm ở cái vật chất mà nó nằm ở cái tâm của mình. Sư lấy ví dụ á, là 100 ngàn của người bán vé số mà họ cúng cho chùa nó không giống như là 100 ngàn của một cái anh nhà giàu anh cúng cho chùa. Tại vì đối với người bán vé số có khi là 100 ngàn đó họ phải bán như là 10 tờ, 100 tờ vé số đại loại vậy, thì họ mới có được, họ rất là nỗ lực để họ có. Thì cái đó mà họ đem họ bố thí, họ cúng dường là họ bố thí cúng dường bậc thượng. Còn với cái người nhà giàu 100 ngàn đôi khi nó chỉ là tiền lẻ thôi à. Trước giờ xài thẻ mà lâu lâu có tiền lẻ nó bỏ chật túi thì họ tiện tay họ bỏ họ cúng dường. Thì đối với người nhà giàu á, thì cái bố thí 100 ngàn đó là bậc hạ. Thì cái quan trọng á, là mình bố thí bậc thượng chứ không phải là cái gọi là cái giá trị tài sản thực tế. Thành ra đó, khi mà mình bố thí thì mình nhớ bố thí một là bậc trung, tức là bằng hữu thí, hoặc là bậc thượng là chủ nhân thí, thì nó mới đem lại quả báo lớn. Còn quý vị có bố thí cho cả 100 người, cả 1.000 người mà quý vị bố thí toàn là bậc hạ không, thì quả báo nó vẫn nhỏ như thường. Xin thưa quý vị, bố thí 1.000 người bậc hạ không bằng mình bố thí 1 người bậc trung. 1.000 người bậc trung không bằng 1 người bố thí, mình bố thí 1 người bậc thượng. Cho nên cái quan điểm ở thế gian á, nó không giống như là quan điểm ở ở trong đạo Phật. Như sư nói, sư cũng có lần ở bến xe miền Tây thì sư cũng có suy nghĩ là hay bây giờ mình làm từ thiện đi. Ví dụ như mỗi ngày mình cho thiên hạ 10 cái vé xe về quê, thì mình sẽ liên hệ với cái nhà xe thì có 10 vé, thì khi nào mà có người lên á thì nhà xe liên hệ với mình rồi mình trả tiền cho họ, ví dụ như vậy. Thì sư dự tính nhưng mà rốt cuộc sư không có làm. Tại vì về sau suy nghĩ lại á, giả sử nghe, mình mỗi một ngày mình kêu gọi được, mỗi một ngày mà mình làm được 100 cái vé xe cho người ta miễn phí về quê á, mình làm liên tục 10 năm, mỗi ngày 100 vé làm liên tục 10 năm, nó không bằng một lần mình cúng dường một cái chuyến đi cho một cái vị sư đi thuyết pháp. Ví dụ như vị sư đó đi thuyết pháp và mình cúng dường cái chuyến xe cho chở vị đó đi, chở vị đó về, nó lời hơn cái chuyện là mình còng lưng ra làm 10 năm mỗi một ngày 100 vé. Rõ ràng mình so tính thiệt hơn thì thôi dẹp cái đó, mình làm cái sao sướng hơn. Cho nên á, có những cái mà cái số lượng nó so không được. Thành ra đừng bao giờ nghĩ là bây giờ mình làm, bây giờ mình làm nhỏ nhỏ rồi mình gom lại thì nó được nhiều. Sai. Có như là có một cô cổ
cổ dưới miền Tây á, cổ lên với sư thì đi chung với người bạn của cổ. Thì cổ ban đầu cổ rất là tự hào cái chuyện là ở dưới miền Tây là cổ làm phước, làm từ thiện nhiều lắm. Mà không hiểu sao thì cổ vẫn gặp những cái khó khăn trắc trở. Thì khi sư nghe cổ nói ở miền Tây có làm từ thiện nhiều lắm thì sư hỏi vậy cô có làm phước cho chùa không? Cô nói thì lâu lâu thì chùa làm từ thiện thì cũng có gửi tiền cho chùa làm từ thiện. Sư nói thua. Sư cười, sư nói cái mà cô nghĩ là phước nhiều thực tế cô lượm bạc cắt không à. Cô làm phí công phí sức mà phước không nhiều chứ. Mà cô tưởng đó là phước nhiều rồi cô tự hào với cái đó. Chứ phước cô làm không có nhiều chứ. À. Cho nên á là khi mà chúng ta không có sự đầu tư hợp lý thì chúng ta chỉ phí sức phí công thôi. Thì thay vì quý vị nghĩ bây giờ nè có muốn đời sau gặp thánh nhân cũng để cúng dường được cho Phật, mà bây giờ hiện tại bây giờ quý vị nghĩ là bây giờ mình sẽ cố gắng mình làm cái bố thí ba cái nhỏ nhỏ lặt vặt đó thì chắc gom lại cũng đủ. Sư nói có khi mình tốn công thì nhiều à, nhưng mà cái mình nhận được nó có khi nó không được như mong muốn. Trong khi đó tại sao mà bây giờ nè mình muốn có được cái duyên để bố thí cho một vị chánh đẳng giác bằng xương bằng thịt, hoặc là bố thí cho một vị thánh bằng xương bằng thịt, thì bây giờ khi mà giáo pháp của Ngài vẫn còn, khi tăng đoàn của các Ngài vẫn còn, mình không lo mình làm. Mình lo mình chạy đâu đâu không à, chạy vòng vòng, cái chính mình không làm. Cho nên á, là mình phải biết khéo suy tư. Khi mình khéo suy tư, á, mình làm ít mà công to. Còn mình không khéo suy tư, á, mình làm nhiều mà hưởng không nhiều. Rồi hơn nữa nếu mà quý vị muốn, thí dụ như đời sau được tự tay cúng dường cho một vị chánh đẳng giác, thì mình phải nguyện, tức là mình hướng cái phước của mình á, hướng đến cái quả đó. Thí dụ như bây giờ con nguyện là bây giờ do cái phước con đã làm đây nè, nguyện cho đời sau con được gặp một vị chánh đẳng giác bằng xương bằng thịt để con làm phước con cúng dường. Hoặc một có một cách nữa nè, bây giờ mình cúng dường trai tăng một cái buổi trai tăng là thượng vị đó, và sau khi cúng dường á mình nguyện do cái phước cúng dường trai tăng thượng vị như thế này, con nguyện là đời sau con được gặp một vị chánh đẳng giác để con cũng được cúng dường một buổi trai tăng thượng vị như thế này. Thì đó là mình đã gieo cái nhân, gieo cái duyên để mình được gặp một vị chánh đẳng giác vị lai để mình cúng bố thí cúng dường.